Có phải Sa môn đã có trước thời Đức Phật rất lâu? Đến thời Đức Phật người ta mới gọi các vị xuất gia theo ngài là các tỳ kheo không? Như vậy có phải bài kinh Sa môn quả mà Thế Tôn thuyết là dành cho tất cả hạng Sa môn xuất gia chứ không chỉ dành cho nhóm tỳ kheo của riêng ngài phải không sư? Cái người hỏi câu này thì có lẽ là quý vị chưa từng đọc trọn vẹn bài kinh Sa môn quả. Sa môn á là cái từ xá má ná thì nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cái thứ nhất á, nó có nghĩa là ẩn sĩ, ẩn sĩ ha, nó có nghĩa là ẩn sĩ. Thứ hai đó, cái từ sao samana này đó, nó còn một cái nghĩa đó là cái người lang thang, nó có nghĩa là người lang thang đấy. Ẩn sĩ là cái người mà sống độc cư, sống một mình mà sống trong rừng ấy đấy. Thì như vậy đó, cái từ mà sa môn, sa môn nó là một cái tên gọi chung chỉ cho tất cả những cái người ẩn sĩ nhé. Nó bao gồm luôn cả những vị xuất gia theo giáo pháp của Đức Thế Tôn và những vị tu sĩ ngoại đạo. Cái thứ hai đó là từ bhikkhu. Bhikkhu thì đó có đầu tiên ấy, nó có nghĩa là cái người xin ăn. Mà chúng ta gọi là cái người khất sĩ. Đấy. Mà thành thành ra là sau này nếu mà mình gọi là cái người xin ăn thì nó có vẻ là nó kỳ quá. Thành ra là các ngài là để nguyên gọi là tỳ kheo. Đấy. Thì như vậy hai cái này nó liên quan gì, liên quan gì? Sư trích đoạn ở trong cái bài kinh Sa Môn Quả để cho quý vị thấy, trích đoạn một cái gọi là cái giới của cái vị tỳ kheo, cái vị tỳ kheo theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Này đại vương, thế nào là vị tỳ kheo được thành tựu giới ở đây này đại vương? Sau khi dứt bỏ việc sát hại sinh mạng, vị tỳ kheo sánh tránh xa việc sát hại sinh mạng, buông gậy không có dao có liêm sỉ, đạt được lòng trắc ẩn, sống có lòng thương tưởng đến lợi ích cho mọi loài có sinh mạng, điều này có ở giới của vị này. Rất là nhiều những cái đặc tính nữa, sư chỉ trích một đoạn thôi, trích một đoạn thôi ha. Đó, đây là Đức Phật đang nói về vị tỳ kheo thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Còn ở đây là vị này nói, Đức Phật nói đến một số cái vị Sa môn Bà La Môn. Có nghĩa là Sa môn đó là những người ẩn sĩ đó. Ẩn sĩ. Này. Hơn đọc thấy không? Đây. Hơn nữa có một số tôn đức Sa môn và Bà La Môn thì Samana Brahmana đó là Samana là Sa môn. Sa môn ở đây thì chỉ những cái người ẩn sĩ nói chung, tất cả các giai cấp bao gồm luôn cả giai cấp Sắc Đế Lị, giai cấp Bà La Môn hoặc là những cái giai cấp thương nhân hoặc giai cấp nô lệ, tất cả các giai cấp. Còn Bà La Môn á, là chỉ riêng cho giai cấp Bà La Môn đấy. Thì hơn nữa đó, có một số tôn đức Sa môn và Bà La Môn sau khi thọ dụng các món ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy sống thường xuyên thực hành việc làm hại các mầm mống và các loài thảo mộc có hình thức như là mầm mống từ rễ, mầm mống từ thân, mầm mống từ mắt chồi, mầm mống từ ngọn, mầm mống từ hạt là loại thứ năm. Vị ấy tránh xa việc làm hại các mầm mống và các loài thảo mộc có hình thức như thế, điều này cũng có ở giới của vị này. Thì cái vị ấy ở đây đó là chỉ cho cái vị tỳ khưu ở trên ha.
Còn ở đây á, cái sa môn bà la môn á, là chỉ cho những cái người tu sĩ ngoại đạo. Đó. Thành ra một cái lời khuyên của sư là khi đọc kinh thì làm ơn đừng có đọc lướt, và chúng ta nên đọc kinh một cách từ tốn, có suy ngẫm và đọc trọn vẹn một bài kinh, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái lời dạy Đức Thế Tôn và chúng ta sẽ không có hiểu sai. Đấy. Thành ra đó, sư sau khi trích dẫn đó, thì sư trả lời lại cái câu hỏi này. Đấy. Đó là đến thời Đức Phật người mới gọi các vị xuất gia theo ngài là tỳ kheo, đúng như vậy ha. Nhưng mà cái sa môn mà Đức Phật nhắc đến, mà Đức Phật chỉ trích á, Đức Phật chỉ trích thì đó là cái sa môn ngoại đạo ha. Còn cái sa môn quả đó, cái sa môn quả đó thì dành riêng, là chỉ dành cho nhóm tỳ kheo của riêng ngài mà thôi. Nha.